sẽ rớt vào ra nha. Sau đó là mình sẽ dán nó lại nha. Cái thứ hai nha. Cái thứ ba này. Cái thứ tư nha. Và cái cuối cùng. Là mình sẽ dán nó thành một bông hoa. Để dán thành một bông hoa, bây giờ mình sẽ cắt ra một hình tròn nhé. Là mình sẽ dán từng cái cánh hoa này lên nhé. Như vậy là mình đã dán xong những cánh hoa này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ đi làm cái cây nha. Mình sẽ lấy lên cái lực giảm nha. Sau đó mình sẽ cắt một đoạn nha.
Em sẽ còn nhớ lại nha. Như vậy là mình đã làm xong cái phần tây như thế này. Rồi mình sẽ lấy cái màu xanh này để cắt lá nha. Mình sẽ gắn lên cái phần cây này nha. Rồi mình sẽ gắn lên bông hoa này. Như vậy là mình đã làm xong một bông hoa màu hồng xinh xắn như thế này. Và video của mình đến đây là hết rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Tạm biệt mọi người. Bye bye.